trong nước. Cá tra Cabasa từ con cá quê mùa dần chiếm vị trí quan trọng trong ngành thủy sản của Việt Nam và trở thành sản phẩm chiến lược quốc gia. Nguồn nguyên liệu dồi dào đã mở ra hướng đi mới cho hoạt động chế biến và xuất khẩu. Và cũng từ đó, cá tra Cabasa Filet Việt Nam đã được người dân của hơn 150 quốc gia trên thế giới biết đến. Nắm bắt cơ hội này, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại ra thế giới để mở rộng thị trường. Từ đây, các sản phẩm cá tra Cabasa Việt Nam đã vươn ra biển lớn một cách mạnh mẽ hơn, mang ngoại tệ về cho đất nước. Để tìm hiểu về các hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam ở nước ngoài, cũng như hành trình vươn ra biển lớn của con cá tra Cabasa, cuối tháng 4 năm 2012, nhóm thực hiện ký sự cá tra của Đài truyền hình Đồng Tháp đã làm thủ tục để bay sang Vương quốc Bỉ tham gia hội chợ thủy sản châu Âu năm 2012. Hàng năm trên thế giới có rất nhiều hội chợ chuyên về thủy sản diễn ra. Trong đó, hội chợ ở Mỹ vào tháng 3 và hội chợ thủy sản châu Âu cuối tháng 4 đầu tháng 5 được các doanh nghiệp đánh giá là có quy mô lớn. Chúng tôi quyết định chọn hội chợ ở Mỹ vì theo đánh giá của các doanh nghiệp thì đây không chỉ là thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, mà số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ cũng rất nhiều. Chính vì vậy, sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, ký hợp đồng sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Hội chợ thủy sản châu Âu năm 2012 quy tụ khoảng 1.600 nhà sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản lớn từ hơn 70 nước trên thế giới. Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Việt Nam VASEP, đoàn Việt Nam có hơn 40 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, chủ yếu là hai mặt hàng tôm và cá tra Cabasa. Không thua kém các gian hàng của các quốc gia khác, những gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam luôn nổi bật và thu hút khách hàng với những sản phẩm đặc trưng là cá tra Cabasa. Để có được những hình ảnh như ngày hôm nay, chúng ta cũng cần nhìn lại một chút về thời kỳ đầu của quá trình xuất khẩu loài cá đặc biệt này. Vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ 20, Nhật Bản là thị trường chính của thủy sản Việt Nam khi chiếm tới trên 90% giá trị xuất khẩu. Bên cạnh sự ổn định thì sự tập trung vào một thị trường đã làm giảm khả năng cạnh tranh của thủy sản nước ta. Để đa dạng hóa thị trường, giảm bớt sự lệ thuộc quá lớn vào thị trường Nhật, từ chỗ chờ được hướng dẫn chế biến và mua hàng như cách làm truyền thống với khách hàng Nhật, doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển dần sang tiếp thị chủ động thông tin đến khách hàng, chủ động nghiên cứu đưa ra sản phẩm mới, chủ động tham gia các hội chợ quốc tế và thăm các nhà nhập khẩu. Tuy nhiên, khi thâm nhập vào các thị trường mới như Liên minh châu Âu, EU, Mỹ, sản phẩm thủy sản Việt Nam gặp khó khăn khi phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm của chính phủ nước sở tại. Cơ quan thẩm quyền EU còn yêu cầu nước xuất khẩu phải có năng lực tương đương về luật lệ, tiêu chuẩn, quy định trong kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đây là áp lực và khó khăn rất lớn cho các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Bởi vì để được công nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường này, doanh nghiệp phải đầu tư khá lớn cho việc nâng cấp nhà xưởng, đổi mới công nghệ, trang thiết bị và đào tạo lại nhân lực. Sau gần 5 năm đổi mới, năm 1998, Việt Nam được công nhận tương đương 3 nội dung: tương đương về năng lực cơ quan thẩm quyền, tương đương về luật lệ và 18 doanh nghiệp đầu tiên được EU công nhận tương đương. Đến năm 2011, con số này là 740 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thủy sản đều có sự chuẩn bị chu đáo và tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm chăm sóc khách hàng và tìm kiếm đối tác mới, đồng thời cũng tăng cường đầu tư cho các hoạt động quảng bá tiếp thị, xây dựng hình ảnh, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về sản phẩm, tham gia các hội chợ quốc tế. Qua đó rút ra được những kinh nghiệm, nắm bắt được tốt hơn nhu cầu của đối tác, của thị trường. Trước đây, trong thời kỳ còn bao cấp, nhà nước quản lý thì nhà nước có những cái quy định loại 1 là cái gì, loại 2 là cái gì. Đó, nhưng mà bây giờ thì coi như là ở thị trường điều chỉnh bằng thị trường, điều chỉnh của từng khu vực. Thí dụ như loại 1 của thị trường châu Âu này, mà nếu bán ở nước Đức thì loại 1 khác, mà loại 1 của Tây Ban Nha khác. Mỗi một thị trường nó khác nhau. Một thị trường chạy theo giá, một thị trường chạy theo chất lượng, thì mọi người sẽ đi theo một con đường đó và tự tìm thị trường cho mình thôi. Con cá này nó cũng ổn định ở hai thị trường là Mỹ và châu Âu thôi. Đó, còn các thị trường khác mới nổi lên, ví dụ như thị trường Trung Đông, đó, thị trường Phi Châu, đó, thì nhưng mà những thị trường đó thì đã đòi hỏi cái chất lượng thấp. Đó, nếu mà chúng ta đi theo cái thị trường đó thì chúng ta dần dần kéo giá con cá nó xuống. Mà cái quan điểm tôi lúc nào tôi muốn con cá mình đi lên và ổn định. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá là một trong 45 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ thủy sản châu Âu năm 2012 ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế của thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ vào cuối tháng 4 năm 2012. Mặc dù mới tham gia xuất khẩu vào châu Âu vài năm trở lại đây, nhưng đã khai thác rất tốt thị trường này. Cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác, do bị ảnh hưởng bởi tình hình tài chính, thị phần ở châu Âu của công ty Hùng Cá cũng bị sụt giảm từ 80% năm 2011 xuống còn 60% trong năm nay. Tuy nhiên, theo lãnh đạo công ty, thị phần có giảm nhưng sản lượng và giá trị xuất khẩu vẫn liên tục tăng. Đây là một cái hội chợ lớn nhất của thế giới, nên là cái tất cả các khách trên thế giới đều đến đây, nên là chúng ta thường xuyên đến đây hàng năm để tìm kiếm và quảng bá rộng rãi hơn cái sản phẩm của mình, thì vấn đề bán hàng thì nó sẽ ổn định hơn. Những năm gần đây thì chúng tôi đã có một cái hướng kinh doanh mới là chúng tôi chia đều những thị trường ra, nên là lúc trước như là thị trường châu Âu là 80% sản lượng chung của công ty, nhưng mà đến nay thì chúng tôi đã giảm 20%, là còn 60%, nhưng mà thật ra là cái tỷ lệ thì giảm nhưng mà số lượng là càng tăng lên. Nói chung là thị trường cá ba sa còn mở rộng lắm cho các doanh nghiệp, nên là cái điều đó chúng tôi đã nhìn nhận và phải xúc tiến để nắm bắt những cái cơ hội. Mặc dù kinh tế châu Âu ở thời điểm năm 2012 vẫn còn khó khăn, nhưng theo nhận định của các doanh nghiệp, đây vẫn là thị trường lớn và vẫn còn nhiều tiềm năng đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam, đặc biệt là cá tra, cá ba sa và con tôm. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đang tăng cường củng cố các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường ở khu vực này. Thưa quý khán giả, bên trong trung tâm triển lãm quốc tế của thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ này thì các sản phẩm thủy sản của Việt Nam, đặc biệt là cá tra, cá ba sa đang được trưng bày và quảng bá ra thế giới. Năm nay mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn lạc quan và hy vọng rằng thông qua hội chợ lần này sẽ tìm kiếm thêm được nhiều đối tác và thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống là châu Âu. Đây là năm thứ 15 các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ mang tầm vóc thế giới như thế này nên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, qua mỗi lần hội chợ, sự sàng lọc diễn ra rất mạnh mẽ.
những doanh nghiệp có uy tín, có đối tác thường xuyên và sản phẩm đa dạng, chất lượng mới có thể bám trụ được. Chính vì vậy, để có đối tác mới và khẳng định chất lượng thương hiệu sản phẩm, các doanh nghiệp rất quan tâm đến khâu quảng bá hình ảnh. Các doanh nghiệp thủy sản đã hết sức cố gắng để mà tham gia cái hội chợ này. Doanh nghiệp năm nay đến đây là với phong thái bình tĩnh hơn và tôi nghĩ là có sự chuẩn bị rất là sâu sắc, rất là kỹ. Cụ thể như là sản phẩm mà mình mang sang để giới thiệu với khách hàng đó, thì những sản phẩm rất là đẹp và có giá trị gia tăng, cái tỷ lệ nó cao hơn rất nhiều. Hiện cá tra của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường 140 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tất cả các châu lục. Kết quả này cho thấy cá tra chiếm nhiều ưu thế hơn so với các loài thủy sản khác vì được thị trường thế giới ưa chuộng. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam VASEP nhận định, khi giải quyết được vấn đề thương hiệu cá tra ở nước ngoài, thì cơ hội phát triển của loài cá này là rất lớn. VASEP đánh giá, năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, nhưng ngành cá tra sẽ vẫn gặt hái được những thành công và có khả năng đạt kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ đô la. Bởi hiện nay, mặt hàng cá tra của Việt Nam đang có sức cạnh tranh cao trong ngành thực phẩm toàn cầu. Hình ảnh con cá tra cũng dần được cải thiện qua việc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên là WWF công nhận cá tra là loài thủy sản nuôi trồng bền vững, khuyến khích người tiêu dùng thế giới sử dụng. Các sản phẩm cá tra cá ba sa được đánh giá như thế nào ở nước ngoài? Vì sao các sản phẩm cá tra cá ba sa không mang được thương hiệu Việt Nam khi xuất khẩu ra nước ngoài? Những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong tập tiếp theo của Ký sự cá tra. Mời quý khán giả đón theo dõi. Thủy sản Cỏ May và công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá hân hạnh đồng hành cùng Ký sự cá tra.